kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Máy bay Nga dồn dập khai hỏa vào Kursk, Ukraine tổn thất hơn 16.000 quân. Nga bác tối hậu thư giải quyết xung đột của Ukraine. Mỹ dự định cấp thêm tên lửa cho phi đội F-16 của Ukraine. Máy bay chiến đấu Nga khai hỏa dồn dập, Ukraine mất hơn 16.000 quân tại Kursk. Tiếp tục với những tin tức mới nhất từ thực địa chiến trường Kursk. Bộ Quốc phòng Nga hôm 22 tháng 9 vừa qua tuyên bố, máy bay chiến đấu của Nga đã đồng loạt tấn công các khu vực triển khai quân của Ukraine, gần 20 khu định cư ở vùng biên giới Kursk của Nga và 13 khu định cư ở vùng Sumy của Ukraine. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, máy bay, pháo binh và bộ binh của Nga đã tấn công các khu vực triển khai quân đội và vũ khí của Ukraine thuộc các lữ đoàn cơ giới số 22, số 41, 61, 115, xe tăng 17, lữ đoàn tấn công số 80 và 95, lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36, lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1, cũng như lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 103 và 129 gần các khu định cư tại Kursk. Ngoài ra, theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng tên lửa và không quân chiến thuật của Nga đã tấn công các khu vực triển khai và dự bị của các trung đoàn cơ giới số 21, 22, 41, 115. Các cầu vượt tấn công 82, lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1, các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 1004, 103, 110 và 116 của quân đội Ukraine gần các khu định cư ở vùng Sumy. Nga từng cáo buộc lực lượng Ukraine đưa quân và thiết bị từ vùng biên giới Sumy của Ukraine để tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga. Cũng trong ngày, các đơn vị thuộc nhóm tác chiến phía Bắc của Nga đã đẩy lùi 7 cuộc tấn công của đối phương, hạ nhiều binh sĩ. Ngoài ra, theo Bộ Quốc phòng Nga, 3 nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm đột phá biên giới đã bị đẩy lùi ở vùng Kursk. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng, trong ngày 22 tháng 9, Ukraine đã mất hơn 380 quân, 11 xe chiến đấu, bao gồm 2 xe tăng và 9 xe bọc thép. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch Kursk, lực lượng Ukraine đã mất hơn 16.000 quân, 126 xe tăng, 87 xe chiến đấu bọc thép, 95 xe chở quân bọc thép, 795 xe bọc thép, 492 ô tô, 124 hệ thống pháo, 29 hệ thống pháo phóng loạt, 8 hệ thống phòng không, 5 xe vận tải và xe tải, 31 hệ thống tác chiến điện tử, 7 hệ thống radar phản pháo, 2 hệ thống radar phòng không, 17 xe công binh, bao gồm 10 xe dọn chướng ngại vật và 1 xe rà phá bom mìn UR-77, cùng 1 xe cứu hộ bọc thép. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, tuyên bố quân đội Nga sẽ hoàn thành nhiệm vụ để giành lại quyền kiểm soát tất cả các khu vực tại tỉnh Kursk. Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã ra lệnh cho quân đội nước này đẩy lùi lực lượng của Ukraine ra khỏi vùng Kursk trước ngày 1 tháng 10. Chủ nhân Điện Kremlin cũng tuyên bố chiến dịch Kursk của Ukraine chắc chắn sẽ thất bại và Kiev cuối cùng sẽ phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán. Theo giới phân tích, Ukraine có thể chỉ duy trì kiểm soát một phần lãnh thổ Kursk thêm vài tháng nữa trước khi bị đẩy lùi hoặc phải rút lui khỏi mặt trận này để tập trung cho phòng tuyến Donbass ở miền đông và giảm tổn thất nhân lực. Nga bác tối hậu thư giải quyết xung đột của Ukraine. Liên quan tới kế hoạch giải quyết xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố sẽ không thể có một giải pháp công bằng và lâu dài cho cuộc xung đột ở Ukraine nếu không tính đến lợi ích của Moscow. Bà Zakharova nói rằng không thể đạt được một giải pháp công bằng và lâu dài nếu không có sự tham gia của Nga và tính đến lợi ích của nước này. Nhưng Kiev và phương Tây không quan tâm đến hòa bình, họ cần chiến tranh. Theo bà, cuộc xâm nhập của quân đội Ukraine vào tỉnh Kursk và đề nghị của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga bằng vũ khí tầm xa của NATO là bằng chứng cho thấy điều này. Đây là sự tiếp diễn của chủ nghĩa khủng bố chống lại người dân đất nước Nga, và nước Nga sẽ không đàm phán với những kẻ khủng bố. Đề cập đến tuyên bố của Tổng thống Zelensky, người đã hết nhiệm kỳ Tổng thống vào tháng 5, rằng hội nghị hòa bình thứ hai về Ukraine có thể được tổ chức vào tháng 11, với sự tham dự của các đại diện bao gồm cả Nga, bà Zakharova cho biết, những tuyên bố của ông Zelensky quá hạn nhiệm kỳ chỉ là những suy nghĩ viển vông. Nhà ngoại giao Nga giải thích rằng, các đại diện của Nga chưa tham gia bất kỳ cuộc họp nào trong khuôn khổ và sẽ không tham gia bất kỳ hội nghị nào. Hội nghị hòa bình đầu tiên về Ukraine được tổ chức vào ngày 15 và 16 tháng 6 tại Bergenstock, Thụy Sĩ, theo yêu cầu của Kiev. Nga không được mời tham dự sự kiện này. Bà Zakharova nói thêm, quy trình này không liên quan đến việc giải quyết xung đột.
và đây lại là một biểu hiện rất lớn khác của phương Tây và con rối Ukraine của họ. Cái gọi là hội nghị thượng đỉnh thứ hai theo đuổi cùng một mục tiêu, thúc đẩy công thức Zelensky như một cơ sở giải quyết xung đột, dù không khả thi, để đạt được sự ủng hộ của phần lớn thế giới với công thức này và thay mặt họ giải quyết vấn đề với Nga bằng tối hậu thư đầu hàng. Bà Zakharova nhắc lại rằng Nga sẽ không tham gia bất kỳ hội nghị thượng đỉnh nào như vậy. Đồng thời, Nga không từ bỏ giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Bà tuyên bố thêm, Nga sẵn sàng thảo luận về các vấn đề, đề xuất thực tế, nghiêm túc, có tính đến tình hình trên thực địa. Thực tế địa chính trị mới hình thành và sáng kiến có liên quan do Tổng thống Vladimir Putin đưa ra vào hôm 14 tháng 6. Tổng thống Putin đã đưa ra một đề xuất hòa bình mới nhằm giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine. Đề xuất này dự kiến công nhận bán đảo Crimea, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng, cũng như các khu vực Kherson và Zaporizhia là các khu vực của Nga, duy trì tình trạng không liên kết và phi hạt nhân của Ukraine, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa đất nước này, cũng như dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga. Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ sáng kiến. Tổng thống Zelensky cũng đưa ra công thức hòa bình 10 điểm, trong đó có điều khoản yêu cầu Nga rút hết quân, khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine. Kiev coi đây là nền tảng cho bất cứ cuộc hòa đàm nào với Moscow. Ông Putin nhiều lần khẳng định Tổng thống Zelensky hiện không còn là lãnh đạo hợp pháp của Ukraine. Theo quy định của Hiến pháp, nhiệm kỳ của Tổng thống Zelensky đã chấm dứt từ ngày 21 tháng 5. Mỹ dự định thêm nanh vuốt cho phi đội F-16 của Ukraine. Mỹ đang cân nhắc gửi tên lửa tầm trung cho phi đội F-16 mới của Ukraine như một phần trong gói viện trợ quân sự trị giá 375 triệu đô la Mỹ. Tên lửa không đối đất này đã được Không quân và Hải quân Mỹ cùng một số đồng minh sử dụng, có thể tấn công mục tiêu cách xa hơn 112 km và giúp Ukraine nâng cấp đáng kể loại vũ khí mà họ đang sử dụng để tấn công lực lượng Nga và cho phép họ thực hiện điều đó ở khoảng cách an toàn. Tầm bắn 112 km của tên lửa mới sẽ cho phép phi công tránh xa tiền tuyến và hệ thống phòng không của Nga. Gói viện trợ vẫn đang được hoàn thiện, bao gồm đạn pháo, rocket và tên lửa phòng không. Những nguồn thạo tin thừa nhận rằng thành phần của gói viện trợ vẫn có thể thay đổi trước khi thông báo chính thức được đưa ra. Quan chức Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối trả lời về thông tin nói trên. Đây cũng là viện trợ lớn nhất mà Mỹ gửi cho Ukraine kể từ tháng 5 và có thể là đợt rút vũ khí cuối cùng của Tổng thống Joe Biden trước khi kết thúc năm tài chính vào ngày 30 tháng 9 tới đây. Theo thẩm quyền do Quốc hội cấp, Mỹ rút vũ khí hiện có khỏi kho dự trữ và số tiền viện trợ sẽ được sử dụng để mua đạn dược và thiết bị thay thế. Hiện Lầu Năm Góc đang làm việc với Quốc hội để chuyển số tiền còn lại trong thẩm quyền rút vũ khí của Tổng thống còn 5,8 tỷ đô la Mỹ sang năm tài chính tiếp theo. Hiện chưa có thỏa thuận nào được ký kết vì các nhà lập pháp đang chật vật tìm cách tránh đóng cửa chính phủ vào ngày 1 tháng 10. Kịch bản này sẽ xảy ra nếu không có ngân sách tạm thời nào được kịp thời thông qua. Dù không có tầm bắn như Kiev yêu cầu, các tên lửa mới vẫn sẽ cung cấp các phi công Ukraine một vũ khí mới mạnh mẽ. Tầm bắn hơn 112 km sẽ cho phép phi công tránh xa tiền tuyến của lưới phòng không của Nga, mang lại cho Kiev cách thức mới nhắm mục tiêu vào hệ thống phòng thủ và kho vũ khí tiền tuyến, làm phức tạp thêm các hoạt động của lực lượng Nga. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 21 tháng 9 cho biết, việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 2,5 năm qua với Nga phụ thuộc vào quyết tâm của các đồng minh phương Tây trong việc cung cấp vũ khí cần thiết và cho phép sử dụng chúng. Trong bài phát biểu trực tuyến, ông Zelensky đã cảm ơn quân đội tấn công một kho vũ khí mới của Nga, dù không rõ địa điểm. Theo hãng tin Reuters, ông cũng cho hay các cuộc họp vào tuần tới tại Mỹ là rất quan trọng để đảm bảo rằng Ukraine có đủ năng lực phòng thủ cần thiết. Ông dự kiến sẽ gặp Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris vào ngày 4 tháng 10 tại Nhà Trắng.